Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách học online hiệu quả. Việc học online đòi hỏi các bạn phải có ý thức tự giác rất là cao. Sẽ không có ai nhắc nhở bạn, hối thúc bạn làm bài. Bạn phải tự đặt ra kỷ luật cho chính mình. Vậy, phải làm sao để có thể tự học thật là nhanh, hiệu quả mà không nhàm chán? Sau đây là một vài lời khuyên của mình để giúp bạn học online tại Sunshine Animation mà vẫn đạt được chất lượng như học trực tiếp ở trung tâm. 1. Phương pháp học lắng nghe trước, thực hành sau. Phần lớn người học thường có thói quen vừa nghe vừa làm theo video hướng dẫn. Nhưng đây là cách học copy trực tiếp và sau khi làm xong bài tập thì bạn chẳng còn nhớ gì cả, thậm chí tệ hơn là không thể làm lại. Vì vậy, bước đầu tiên là bạn chỉ cần ngồi xem và nghe giảng viên nói thôi, chứ không cần làm gì cả. Hãy để mọi kiến thức nạp vào bộ não của bạn một cách thật tự nhiên và liên tục, đừng để bị gián đoạn. Các bạn thường sẽ nóng lòng muốn bắt chước theo nên thường xuyên tạm dừng video để thử làm theo. Nhưng như vậy khiến việc nạp kiến thức bị gián đoạn. Và cuối cùng, sau khi bài học kết thúc, trong tiềm thức của bạn, những kiến thức ấy rất mỏng manh và dễ bị quên đi. Chúng ta cần phân chia rõ ràng hai phần, một phần chỉ nghe và một phần là thực hành. Ở mỗi bài tập thực hành, sẽ có video thao tác làm mẫu của giảng viên. Các bạn cũng làm giống như vậy, tức là lắng nghe và xem giảng viên làm trước đã. Sau khi nghe xong, mới mở media lên để thực hành. Ở phần thực hành lúc này, vì đã hoàn thành phần nghe rồi, nên các bạn có thể kết hợp vừa xem lại video của giảng viên, vừa làm song song cũng được. Như vậy, với phương pháp này là bạn đã học mỗi bài hai lần, một lần chỉ nghe và một lần vừa nghe vừa làm theo. Kiến thức lúc này sẽ đi vào não của bạn và ghim sâu vào bên trong, rất khó bị quên. Việc học theo cách này tất nhiên sẽ tốn thời gian của bạn hơn một chút, nhưng về lâu dài, kiến thức của bạn sẽ rất chắc chắn. Tại Sunshine Animation, tất cả các video bài giảng đều có chất lượng Full HD. Các bạn có thể phóng to màn hình và xem ở chất lượng cao nhất để thấy rõ những thao tác của giảng viên. Nếu việc ngồi yên lắng nghe làm bạn cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ, thì bạn có thể sử dụng chức năng tăng tốc video lên nhanh hơn khoảng 1.2 hoặc 1.5 để tốc độ giảng bài của giảng viên nhanh hơn và bạn sẽ học xong bài sớm hơn, tiết kiệm thời gian của bạn. Nếu chỗ nào không hiểu, bạn có thể tua lại và xem ở chế độ chậm để nắm rõ thông tin. Bạn cũng nên tắt hết các trang mạng xã hội và tắt thông báo điện thoại trong quá trình lắng nghe bài giảng để có được sự tập trung tốt nhất. Các bạn không cần phải ghi chép gì cả, chỉ cần lắng nghe thôi. Bởi vì ngay ở dưới mỗi video bài giảng, giảng viên đã ghi chép lại ý chính của từng bài để bạn tiện tra cứu lại khi cần. Vì vậy, bạn không cần phải ghi chép gì nữa, chỉ cần lắng nghe và sau đó là làm bài tập thực hành để nhớ thật lâu kiến thức. Trong quá trình xem video bài giảng, nếu có đoạn nào giảng viên nói nhanh quá, các bạn không nghe kịp phím tắt hoặc giảng viên làm mà không thông báo đã bấm phím tắt gì, thì các bạn hãy nhìn xuống góc dưới bên trái, có một bảng nhỏ màu đen hiển thị mọi thao tác chuột và bàn phím của giảng viên, giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ công cụ nào. Cuối cùng, hãy bấm hoàn thành sau khi hoàn thành mỗi bài học. Điều này sẽ giúp bản thân bạn có cảm giác bạn đang dần đạt được mục tiêu trong học tập, sẽ kích thích tinh thần của bạn chăm học hơn. Bước này tuy nhỏ nhưng lại có tác động tích cực tới tinh thần của người học online, không có ai quản thúc. Vì vậy, đừng bỏ lỡ nó, nhưng cũng hãy trung thực với bản thân. Nếu bạn chưa hoàn thành bài học thì tuyệt đối không bấm vào nút này. Đừng tự lừa dối chính mình. Lời khuyên cuối cùng dành cho những bạn học viên mới tìm hiểu nghề 3D Animation đó là hãy học theo thứ tự các bài từ trên xuống. Khóa học tại Sunshine Animation đã được xây dựng rất bài bản với lộ trình giúp một người hoàn toàn không biết gì đi từ cơ bản tới cấp độ chuyên gia. Vì vậy, đừng nhìn bài của người khác rồi cảm thấy mình thua kém, rồi muốn đuổi kịp họ, rồi học nhảy bước sẽ bị mất căn bản. Hãy là chính mình, từ từ hoàn thiện bản thân, chứ đừng để sự hào nhoáng của người khác làm bản thân tự ti và đi chệch hướng khỏi mục tiêu ban đầu. Sunshine Animation sẽ thường xuyên vinh danh những bạn học viên có bài làm đẹp mắt lên fanpage hoặc trong các group cộng đồng. Các bạn nên lấy đó làm động lực để phấn đấu, chứ đừng thấy ai đó được vinh danh mà cảm thấy mình kém cỏi. Hãy giữ tinh thần vui vẻ, công nhận tài năng của người khác để bản thân cố gắng hơn thay vì so sánh với họ. Hãy nhớ, các khóa học tại Sunshine Animation không phải là khóa học cấp tốc mà là khóa học chuyên sâu. Vì vậy, bạn cần xác định sẽ dành phần lớn thời gian cho nó trước khi tiến hành đăng ký. Nếu không sẽ không đi tới đâu cả, rất uổng phí công sức và tiền bạc của gia đình bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau qua phần tiếp theo. 2. Các công cụ hỗ trợ việc học online thuận lợi hơn. Để nhận hỗ trợ tốt hơn, một số công cụ cần thiết là SceneSketch để nhận feedback bài tập. Bạn truy cập vào website scenesketch.com và đăng ký một tài khoản miễn phí. Mỗi khi làm bài tập xong, bạn upload video của bạn lên đây và gửi link cho mình để mình feedback bài tập cho các bạn.
Mình có một video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản và upload video lên trang này tại kênh YouTube Sunshine Animation. Các bạn chỉ cần gõ tìm kiếm sẽ thấy. Phần mềm tiếp theo là Bandicam để quay màn hình máy tính của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng Maya hoặc website Sunshine Animation bị lỗi, đừng chỉ nhắn tin đặt câu hỏi cho mình, mà hãy tập thói quen quay video lại gửi cho mình để mình có thể hiểu được tường tận vấn đề bạn gặp phải và đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho bạn, tránh mất thời gian hỏi qua hỏi lại vì không hiểu câu hỏi. Các bạn chỉ cần truy cập website bandicam.com để tải và cài đặt phiên bản miễn phí chỉ sử dụng được trong 10 phút, nhưng như vậy là quá đủ để giúp mình hiểu vấn đề của bạn. Hoặc bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm quay màn hình nào khác, Bandicam chỉ là một lựa chọn tham khảo mà thôi. Đối với những vấn đề nhỏ hơn thì cách nhanh nhất là chụp màn hình lại. Bạn chỉ cần sử dụng công cụ Sleeping Tool có sẵn trong mọi phiên bản Windows để chụp màn hình, rồi gửi hình ảnh ấy cho mình để mô tả vấn đề bạn gặp phải. Và cuối cùng, nếu vấn đề quá lớn, bạn không thể giải quyết sau khi đã làm theo hướng dẫn của mình, thì hãy sử dụng phần mềm UltraView để mình có thể truy cập máy tính của bạn và hỗ trợ bạn từ xa. Bạn hãy truy cập website ultraviewer.net để tải và cài đặt phần mềm. Mình sẽ giải đáp thắc mắc và feedback bài tập bạn trong vòng 48 giờ. Do học viên của mình quá nhiều, tới thời điểm mình quay video này đã hơn 100 bạn học, nên mình cần thời gian 48 giờ để có thể feedback cho tất cả các bạn. Trong 48 giờ chờ feedback đó, bạn có thể qua bài tiếp theo rồi quay lại sửa bài cũ sau cũng được. Còn đối với các vấn đề không liên quan đến bài tập hoặc không liên quan tới animation thì các bạn có thể đăng lên group Autodesk Maya Việt Nam để được cộng đồng giải đáp một cách nhanh nhất. Ngoài ra, Sunshine Animation cũng có một group bí mật để các bạn học hỗ trợ và giao lưu với nhau. Bạn sẽ được tham gia nhóm này khi đăng ký khóa học. Tất nhiên, mình sẽ là người đồng hành sát bên bạn suốt khóa học. Bạn đã đóng tiền để được hỗ trợ từ mình, vậy nên đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho mình trước tiên, trước khi tìm sự trợ giúp từ cộng đồng, vì đó là quyền lợi của bạn. Mình hiểu điều này, nên cho dù có đông học viên hay bận cỡ nào, mình cũng sẽ dành đủ thời gian cho bạn, để việc học của bạn tại Sunshine Animation đạt kết quả tốt nhất. Xong rồi, đó là một vài lời khuyên và một vài công cụ để giúp các bạn học online tại Sunshine Animation đạt hiệu quả tốt nhất. Đừng nản chí, hãy vạch ra thời gian cụ thể mà bạn muốn hoàn thành khóa học này, 1 tháng hay là 2 tháng, hoặc thậm chí chỉ 3 tuần. Và bám sát mục tiêu đó, đừng bị sao lãng bởi mạng xã hội hay những thú vui khác. Hãy tưởng tượng, chỉ sau một thời gian ngắn, bản thân bạn đã học thêm được một kỹ năng mới trong nghề nghiệp. Điều ấy xứng đáng để bạn bỏ công sức ra hơn là bạn dành thời gian để lướt mạng xã hội hay tìm tới những thú vui khác. Việc giải trí có thể chơi lúc nào cũng được, nhưng việc học, nếu không học bây giờ thì không bao giờ còn cơ hội nữa. Hãy suy nghĩ theo chiều hướng ấy, để bản thân luôn luôn cảm thấy có động lực lớn lao để hoàn thành việc học. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc bình luận ngay bên dưới để được giải đáp. Còn bây giờ, chúc bạn học thật tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo của khóa học. Bye bye!